Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Cặp siêu bò đi siêu lớp gây xôn xao Sài Thành. Bắt gặp một chiếc như Lamborghini đã khó, còn chuyện thấy một đôi dép cạnh nhau thật đúng là chuyện khó tưởng. Hôm nay, cộng đồng mạng đã phải tròn mắt trước sự xuất hiện của một độc đôi Lamborghini Huracan trên đường phố Sài Gòn. Quả thật, vì bắt gặp một chiếc xe bạc tỷ giá khởi điểm 200.000 USD ở thị trường châu Âu như Lamborghini đã khó, chuyện được chứng kiến một cặp đứng cạnh nhau lại càng hiếm. Và càng hiếm hơn khi hai chiếc đắt giá này lại cùng xuất hiện ở một tiệm sửa xe để thay lớp. Vậy nên chẳng có gì làm khó tưởng nếu như có hàng loạt lời bình tỏ ra sự trầm trồ và ngạc nhiên của cư dân mạng. Cảm ơn quý vị đã xem video này. Hẹn gặp lại quý vị ở clip kế tiếp. Nhớ like hoặc share. Nhấn subscribe.